trụ nó bị trụ. Các bạn nó lóng quả nó bị vâng. trụ. Và thầy mình chưa thấy. Đây là Tuấn Japan. Ok rồi. Tuấn Japan trải nghiệm của cái giường của bác khách hàng của Hàn Quốc bác ấy mua cách đây không phải 20 năm. Bác dùng rồi, nó cũng tốt. Để Tuấn Japan để có cái sự đánh giá xem so với cái giường massage nội địa Nhật như thế nào. Tuấn Japan cảm nhận đây là hai con lăn đang đi từ ngay xuống. Ở phía chân này thì nó có gì không bác? Chân này nó mới chỉ chủ nghiên đấy được. À đấy. Thì Tuấn Japan để đánh giá cũng là một cái sản phẩm mà cách đây đã là hơn 20 năm thì nó là rất là tuyệt vời. Tại vì Tuấn Japan có những cái sản phẩm ghế massage nội địa Nhật Bản Tuấn Japan mang về để gọi là trưng bày và vẫn dùng được nhé, nguyên bản zin xịn là hơn 50 năm. Và cái con lăn này nó là con lăn kép nó đang đi từ gáy xuống cái đây là đang cái bước xuống lưng. Nó chạy rất là từ tốn nhẹ nhàng. Nhưng cái giường của Nhật ấy, cái đời mới bây giờ ấy, thì nó 22 con lăn nó bò này như bàn tay kiểu người này, rất hay. Anh chị em đến trải nghiệm thì thật ra thì một cái giường nó đã có 2 năm rồi thì để mình có sự so sánh mình nói lên cho khách hàng được trải nghiệm. Cái giường này bác mua cách đây là 2 năm, nó là hơn 100 triệu. Không, không đến 100 triệu đâu. À không đến, nó gần 100 triệu. Vâng. À đấy. Nó có nhiều bài không bác? Tôi cho một cái là có vài ba bài thôi. Nó chỉ chạy lên chạy xuống này bạn đúng không? Chạy lên chạy xuống. À thế thì nó không bằng cái giường Nhật. Như giường Nhật là nó có cái massage vai gáy cái gáy và nó có 2-3 bài là bóp cái gáy đấy cho xem ạ. Nãy của nó cũng có mấy cái đấy. Và đây thì nó có tốc độ này, tốc độ và cái tốc độ này đây là được mạnh lên xuống này. Đấy. Nhưng cái này là rất là đơn giản đây, camera soi cái sát đấy. Rất đơn giản thôi. Camera cứ cho ngang đường xoay người này. Đấy. Ok. Đây là cũng có bài này. Là có mấy bài. Và cũng có hồng ngoại nhiệt nó âm ấm. Đây là Tuấn Japan trải nghiệm cái giường Hàn Quốc. Và cái những cái giường mà Hàn Quốc mà đá nóng hay gì đấy cái thời điểm này thì các gọi là khu vực dân cư hưu trí là những cái cơ quan gọi là những cái công ty trách nhiệm hữu hạn hay đến mời chào các cụ ngồi miễn phí nằm miễn phí, nhưng sau đó một thời gian là người ta sẽ dạ bằng cách nọ bằng cách kia là thời điểm này là anh chị mua các bác mua được giá ưu đãi rồi cháu xin chính sách của công ty nọ kia sẽ giảm giá để làm sao người ta đưa mình vào gọi là cái mê cung là cái giường massage nó có công năng trị liệu thì rất là cũng tạm ổn thôi, tạm thôi nhé, nhưng mà người ta đưa ra cái chính sách là giá thì một trời kêu là hơn 100 triệu nhưng khi người giảm giá đến còn 70-80 triệu để làm sao anh chị em nghĩ là mua cái đấy về bảo con cháu đưa tiền cho, nhưng mà thật ra thì anh chị em hãy đến với Tuấn Japan để trải nghiệm cái giường massage nội địa Nhật Bản thì anh em lúc đấy thì số tiền Tuấn Japan không có ý kiến, tại vì mình cái nói mà cái của mình hay thì nó cũng không lên nhá. Nhưng mà mình muốn là qua là anh chị em so sánh cái này là cái massage cái cổ với lại cái chân đúng không? Cổ, chân. Vâng. Thì ngực cổ chân. Vâng.